Pháp Hòa hay nói ví dụ vậy nè, phước giống như sức khỏe vậy đó. Không có sức khỏe thì ăn cũng không ngon, ngủ cũng không được. Người có sức khỏe thì ăn ngon, ngủ yên. Người có phước thì có tất cả. Người không phước rồi không có gì cả. Mà khi có cái phước rồi á, đừng có hưởng cái phước không mà quên dụng cái đức để tạo, dụng cái phước để tạo cái đức. Mình không muốn không có đức, mình đâu có cố gắng sống hiền lành. Bỏ ác làm lành là tạo đức đó. Thậm chí mình nói gì, thí dụ lỡ mình làm gì sai, mình hay nói gì nè, thôi ráng làm lành để đức lại cho con. Đâu có ai nói thôi ráng để dành, để tiền của lại cho con. Có, nhưng mà không có bền. Tại sao? Để tiền của con cháu chưa chắc giữ, để sách vở con cháu chưa chắc đọc. Nhưng có một cái để lại cho con lâu dài, đó là cái đức của. Cho nên ông bà thường nói là cái đó là cái mưu kế lâu dài. Tích thư dĩ di tử tôn vị tắc năng đọc. Để sách vở lại cho con, chắc gì con cái nó đọc. Tích kim dĩ di tử tôn dĩ tắc năng thủ. Để tiền của lại cho con, chắc gì con cháu nó giữ. Chỉ có một điều thôi, tích âm đức, ư minh minh chi chung, trường cửu chi kế. Để lại cái đức đó, thấy mờ mờ vậy đó, như không có vậy đó. Nhưng mà đó là cái mưu kế lâu dài. Cho nên chúng ta đều có phước, nhưng chúng ta đã dụng phước như thế nào để sanh đức. Người này là người có trí. Người có trí mượn phước tạo đức. Ví dụ như mình có một món quà mình cho người ta là mình có phước rồi. Mình có phước là có của để cho, và có phước là có người đến xin. Mình không khéo, mình không nhận ra được cái đó, mình không biết trân trọng cái đó, mình cho người ta mà mình mắng mỏ người ta một câu nữa, phước cũng không có mà đức cũng tổn giảm. Đã không có mà tổn. Cho nên trong Phật Pháp, hay nói cách khác hơn, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, dù chúng ta là người học Phật lâu năm hay là người học Phật mới sơ cơ, thủy chung thì chúng ta đều là những người cần phước đức. Mà tại sao không nói phước đức, nói đức phước? Tại ở xứ Mỹ Nguyễn Thị Nga để Nga Nguyễn. Thưa đại chúng, cái đức nó mới trùm cái phước. Người có đức nó mới trùm cả cái phước. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như là một cái người đó, họ làm một cái điều lỗi là người ta sẽ vây bao quanh lại, người ta đánh họ, người ta hành hung họ. Nhưng có một người nào đó có cái năng lực đi tới, mấy người kia xếp ve hết. Mấy anh đừng có đụng cho mấy người này. Mấy người này là của tôi bảo quản họ. Cái người có cái đức đó, họ bước tới cái họ trùm được hết, bao hộ được hết. Cho nên tam bảo, chữ tam bảo nha, tam bảo có 6 năng lực. Trong đó có một cái năng lực gọi là gì? Thế lực. Thế lực là cái năng lực chuyên chở bảo hộ, và năng lực thứ trong đó có một năng lực là gì? Cải, là thay đổi. Mình chưa tu, thì mình sống rất là dở. Mình tu rồi mình cải cái dở đó đi. Cho nên á, của mình á, chữ cải không sao hết, cải là đổi thôi, cải là mình làm cho nó ngược lại thôi. Mà hồi nào giờ mình sống cãi lộn không à? Nhưng mà mình không có cải đổi. Cải đổi tức là mình làm cho cái đó nó khác đi. Thì mình có phước, có miệng, có mắt, có tai, có mũi, mắt chi không lấy cái phước đó tạo đức. Mà người có đức á, là đi đâu nó cũng có thể nó trang rãi hơn. Quý vị biết ở bên Vạn Phật Thành ở San Francisco, Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, Ngài là một trong những vị cao tăng đã đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ này trong những năm đầu tiên mang Phật giáo đến. từ năm 60 mấy thôi là Hòa Thượng đã có mặt ở Hoa Kỳ rồi. Cho đến năm 70 mấy đó thì Hòa Thượng mua một cái nhà thương điên ở trên cái vùng San Francisco đi lên đó, để Hòa Thượng làm chùa. Mà quý vị biết rằng khi Hòa Thượng mua mảnh đất đó không có một miếng nước để xài. Vậy mà Hòa Thượng tới chùa đó, Hòa Thượng ở, Hòa Thượng tụng kinh không mà chùa có nước. Cái nguồn nước đó xài cho tới bây giờ. Vậy thì cái mà chúng ta cần ở một con người là gì? Là đức. Cái đức của Ngài nó cảm hóa. Có những năm Cali bị hạn hán, Ngài là người đã từng cầu đảo để có mưa. Cho nên các vị mà người ta có tu tập á, người ta nhiều khi đời sống người ta rất đơn giản, nhưng mà cái đức của họ bao trùm. Hồi đó Pháp Hòa biết có hai việc. Có một bà cụ niệm Phật, dùng một sâu chuỗi niệm, niệm quanh năm suốt tháng cũng sâu chuỗi đó. Quý vị biết sâu chuỗi đó có gì trọng? Lực của người tu. Bà không có giống mình đâu. Trời ơi, bây giờ tiệm chuỗi nó bán quá trời luôn. Bữa nào mặc áo lam cầm chuỗi lam, bữa mà cầm chuỗi tím, bữa cầm chuỗi xanh, bữa cầm chuỗi ngọc. Để anh chị biết không, để ta biết mình nhiều chuỗi. Nhưng mà cái người mà ta thật tu, ta không có cần chuỗi nhiều, mà ta cũng chẳng cần chuỗi tốt, chuỗi nào niệm cũng được. Thì có một bà cụ, thật sự thưa đại chúng, ngày xưa ở Việt Nam á, thời mà chưa có một cái dụng cụ gì để làm chuỗi, đầu tiên chuỗi bằng hạt sen khô. Ta sâu hạt sen, ta lần, người ta niệm chuỗi. Rồi sau này từ từ mới tới những cái hạt như là hạt này, hạt kia. Căn bản nhất là hạt cây bồ đề, hạt của những trái kim cang. Hồi xưa là người ta dùng hạt này hạt kia. Mục đích của cái hạt đó để làm gì? Để sâu kết lại, làm một cái định tâm cho người niệm Phật, và làm một cái định số cho người niệm Phật. Ví dụ ta muốn niệm 10 sâu chuỗi, 20 sâu chuỗi, thì người ta theo cái con số đó, 108 là ta lần 10 sâu là được 1000, ta lấy số chẵn. Thì bà cụ này niệm sâu chuỗi đó. Mà quý vị tin không, ai mà bị ma nhập chỉ cần chạy tới bà cụ mượn sâu chuỗi để trên đầu người đó thôi, ma nó đi hết. Tại vì lúc đó người ta cảm không phải là cái sâu chuỗi đó có phù phép gì đánh ma cho nó sợ, nhưng cái đức của người tu tập nó nằm ở trong cái vật đó, nó cảm hóa ma, làm cho ma thân, cái tâm ma, cái nghiệp ma nó giảm xuống và nó chấp nhận, nó rời người đó, chứ không có phù phép gì hết. Các vị hòa thượng á, mà các ngài mà đắp cái y tụng kinh á, nếu mà các ngài dùng cái y đó mấy chục năm không thay đổi đó, tức là hoài cái y đó nhiều đức nhiều phước lắm. Cho nên trong cái y đó gọi là phước điền y, y ruộng phước. Cho quý vị thấy không ta? Ô sọc, ô ngàn, đó là ruộng phước. Rồi quý ngài đắp cái y đó lâu rồi á, ai mà bị bệnh bị ma gì, để cái y đó lên trên đầu người đó, những cái tà bệnh ma bệnh giảm xuống. Có một hòa thượng ở dưới Sa Đéc, cái thời mà nghèo khổ, chùa chiền thiếu cơm ăn, bữa ngài đứng ra cái bàn hộ pháp á, ngài mới nói với tượng hộ pháp, ngài nói: ông, ngài hộ pháp, ngài ở trong chùa mà ngài không có chịu hộ ai hết. Chùa hết gạo cho chúng ăn mà ngài cũng không lo. Nói vậy thôi, chiều ở dưới quê ta chở mấy xe ba bánh gạo lên. Như vậy thì cái vị đó đó có thần phép gì để nói chuyện với các vị hộ pháp không? Không. Cái đức nó cảm hóa, cái đức nó làm cho quỷ thần phải sợ. Pháp Hòa không nhớ năm nào, Pháp Hòa sang Trung Quốc, đi qua núi Trung Nam. Thì núi Trung Nam đó có một vị tổ chuyên hành trì luật giới. Thì theo như truyền thuyết kể đó, là Ngài ngồi ở trong cái hang động đó, ở mấy cái mé rừng đó, Ngài ngồi thiền, mà mỗi ngày có chư thiên tới cúng dường. Quý vị biết ở chùa Trung Quốc là họ phải theo luật đó, chính phủ quy định đó, sáng 8 giờ mới được mở cửa, mà chiều 5 giờ là phải đóng. Chứ không phải như bên Việt Nam mình mà mở cửa lúc nào cũng được, có khách cứ mở. Ở bển là quy định hết, sáng là 8 giờ, chiều là 5 giờ, không kiêng nể. Pháp Hòa leo lên tới cái núi Trung Nam đó chiều rồi, 3-4 giờ chiều rồi là phải chuẩn bị xuống núi. Trời mình tới là lúc đó chiều nó vắng vẻ. Tự nhiên đang đi khơi ngơi vậy có ông thầy ngoắt lại. Ông hỏi gì mình không biết, mà mình hiểu chắc ông hỏi mình ở đâu tới. Pháp Hòa cũng học bổm bập bẹ được câu miều có lại. Ở Mỹ qua. Miêu của không phải mì Quảng nha. Ông ngoắt lại xong, ông nói tôi dẫn thầy điên chỗ. Thì lúc đó có một chú Phật tử chú đi tới, chú dịch. Chú nói thầy này á, muốn dẫn thầy đi tới vị chỗ của tổ tu. Hồi mấy vị mới chạy theo. Ông nói không, chỉ một mình thầy này được đi thôi. Ông dẫn Pháp Hòa vô một cái cửa thất mà họ đó là người ta không có mở cho người thường vô. Những người khách đồ không được vô. Vậy mà thầy đó ngoắt vào, ông dẫn vô. Ông dẫn vô, ông biểu cái chỗ này hồi xưa ông tổ, ông ngồi, thầy leo đó, thầy ngồi đi. Ông cho Hòa leo lên đó ngồi. Mà lúc đó chạy gấp quá đâu có mang máy chụp hình gì theo được đâu. Cho nên kệ cũng leo lên ngồi. Xém té muốn chết. Bởi vì Ngài ngồi ở ngoài mé rừng mà. Nhưng mà tại ham ngồi của chỗ tổ để lấy gì? Lấy cái đức, lấy cái phước. Rồi quý vị gặp quý thầy Thầy rờ con cái thầy. Đâu phải ông thầy ông rờ vậy cái. Nhưng mà mình nghĩ rằng vị thầy đó tu, có phước, có đức. Thầy ăn cơm, mình cũng xin cái miếng cơm đó, mình chia sẻ để mình hưởng cái phước. Cho nên trong cuộc sống này á, ai cũng có phước. Mà người ta cho mình cái gì là phước của mình, đừng có từ chối. Và thậm chí chê là mất phước. Người ta cho là lòng của người ta rồi, ngon dở là phải nhận. Tấm lòng mới quan trọng. Còn muốn ăn ngon tự nấu, đẹp thì tự làm, nhưng mà ở đó lòng của người ta. Mấy ngày nay Pháp Hòa đi giảng có mấy cụ thấy thương lắm, làm cho Pháp Hòa mấy cục xíu là gì, không phải xíu mại, xíu muội. Chắc thèm quá rồi đó. Mấy bác mới làm cho mấy cục xíu muội, lợi run run mà đưa. Thầy nhớ ăn nha thầy. Thầy nhớ ăn. Có bác đem tới, có một vị đem cho dầu mà khóc. Thầy nhớ sức dầu nha thầy. Mấy ngày nay con thấy thầy bị đì quá tội. Thưa đại chúng, tất cả những gì đại chúng cho, Pháp Hòa nhận bằng tất cả tấm lòng. Vì Pháp Hòa biết rằng quý vị đang ban cái phước cho mình. Người ta có phước, ta có chai dầu. Tại sao ta không giữ, người ta xài, ta cho mình. Người ta cho mình cái phước chứ gì nữa. Mà mình tiếp nhận cái phước đó bằng tất cả tâm lòng. Mình nhận một lần hai thứ, phước và đức. Vì người ta cho mình là phước, thái độ mình nhận cái phước đó của người ta là cái đức. Quý vị thấy đức phước chưa? Mà quý vị thấy hai chữ phước đức chưa? Một lần mình nhận, mình có đủ cả hai. Ví dụ bây giờ người ta cho mình một cái món đồ đó là người ta có của người ta cho. Là vì người ta có của người ta cho mình cái đó là phước quá. Nhưng mà cái cách mình nhận, mình có chê bai, mình có tiếp nhận bằng cả tấm lòng không, để cái đức mình nó sánh. Cho nên một lần mình nhận cả hai thứ, đức và phước. Cái thái độ nhận của mình. Ngược lại, khi mình cho ai cũng vậy, mình cho người ta một vật gì là mình ban phước cho người ta. Nhưng cái cách mình cho để có cái đức. Cho nên của cho không bằng cách cho. Cái của mình cho, mà nếu nó tương tác được, với nó phối hợp được với cái cách cho, thì mình có phước đức viên mãn. Cho nên Đức Phật thường được gọi là đấng lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn là gì? Là bậc phước đức trí tuệ đầy đủ. Người có trí, người ta biết trân trọng những phước gì người ta có, dù lớn dù nhỏ. Hồi nãy Pháp Hòa qua chùa Đại Bi giảng, giảng từ 3 giờ chiều mà mới vừa xong là qua đây đó, 6 giờ 50 mới được rời khỏi chùa đó. Sư bà mới nhắc lại cái chuyện cả bao nhiêu năm về trước Pháp Hòa, sư bà Pháp Hòa đâu có biết, đâu có nhớ. Có một lần Pháp Hòa qua miền Nam Cali và đi thăm chùa Chân Nguyên. Thì lúc đó sư bà ở Việt Nam mới qua cùng với vài ni sư đệ tử. Sư bà đến đó ngồi, không ai biết sư bà là ai hết. Pháp Hòa đâu có biết sư bà ở đâu. Nhưng mà Pháp Hòa tự nhận rằng đây là một vị sư trưởng đang ngồi đây. Thì Pháp Hòa đi lấy nước, rót nước, thỉnh sư bà dùng. Có nhiều đó thôi mà sư bà nhớ tới giờ. Rồi hôm nãy gặp sư bà mới nhắc. Sư bà nói tôi về tôi cứ nói hoài việc làm của một thầy tỳ kheo đối với hàng ni chúng. Sư bà Bồ Đề, tức là sư bà Tỉnh Hạnh, bây giờ mất rồi. Một lần Pháp Hòa nướng bánh mì cho sư bà dùng. Rồi sư bà đau nhức, Pháp Hòa massage cho sư bà ở cái bàn chân. Vậy mà sư bà về như là nhắc hoài gì. Thường là các vị tỳ kheo không có làm đó cho các vị tỳ kheo ni. Nhưng Pháp Hòa nói sư bà đừng nghĩ con và sư bà là tỳ kheo và tỳ kheo ni, mà con là cháu. Sư bà là người bà nội, bà ngoại. Con đâu có ý xấu gì. Sư bà là một bậc trưởng thượng, để cho cháu chắc nó làm. Về nhắc hoài. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói mình có phước khi mình thấy được những cái gì đó mà mình có khả năng mình làm được, đừng từ chối gì đó là cơ hội tạo phước của chính mình. Và cái cách mình làm cho người đó bằng tâm niệm gì thì cái đức mình nó mới sanh. Cho nên thủy chung bất cứ việc gì chúng ta làm trong đời sống hàng ngày không ngoài hai chữ phước đức, và cũng không ngoài hai chữ đức phước. Đức là cái trùm khắp, phước là cái ở bên trong. Mà cái đức mà nó lớn rồi, phước nó tăng. Quý vị thấy Hòa Thượng Thanh Từ bây giờ Ngài bệnh, Ngài đâu có giảng thuyết, Ngài đâu có nói năng, nhưng mà cái phước của Ngài bất tận. Chùa chiền bây giờ xây thiền viện mới quá chừng quá đất lớn, cái nào cũng thật to, mà toàn là những Phật, các vị thí chủ người ta cúng dường. Người có phước đức đầy đủ rồi thì tự nhiên mọi người quy tụ về. Tại sao khi mình đi tu mình cũng phải tìm một cái người có phước có đức chứ. Nói chung cũng giống như là mình muốn nhận người kia làm chồng làm vợ, mình cũng phải coi trước coi sau chứ. Thì trong cuộc sống này cũng như vậy. Thôi thì hôm nay về thăm chùa Phước Đức, Đức Phước, Pháp Hòa muốn giải thêm một chút xíu về cái nghĩa của chữ Đức Phước, để đại chúng hiểu đức là gì mà phước là chi. Mà tại cái tầm quan trọng của đức phước hay là phước đức. Bởi vì chúng ta không có phước thì chúng ta tu không có được. Pháp Hòa hay nói ví dụ vậy nè. Phước giống như sức khỏe vậy đó. Không có sức khỏe thì ăn cũng không ngon, ngủ cũng không được. Người có sức khỏe thì ăn ngon, ngủ yên. Người có phước thì có tất cả. Người không phước rồi không có gì cả. Mà khi có cái phước rồi đừng có hưởng cái phước không, mà quên dụng cái đức để tạo, dùng cái phước để tạo cái đức. Mà cái đức mới là cái thắng tất cả. Vì phước này coi chừng nó cũng thuộc về hàng hữu lậu, còn cái đức nó thuộc về vô lậu. Thế nào là hữu lậu? Hữu lậu là cái có hình tướng, cái có mai một. Pháp Hòa ví dụ cái chùa này, cái nhà này là hữu lậu hay vô lậu? Hữu lậu, nó sẽ hư một vân vân. Bình hoa này là hữu lậu, nhưng mà hư không thì vô lậu, vì nó trùm khắp. Cái gì mà nó sẽ mòn hao theo năm tháng, cái đó là hữu lậu. Ví dụ như giờ mình có phước ở nước Mỹ, hữu lậu đó. Tại vì nếu mà mình, cho dù mà mình ở đây giỏi lắm là 100 năm, hưởng cũng 100 năm thôi hết, chưa nói đến những người qua được đến đây không biết hưởng nữa đó, làm những điều càng dở để mà rồi sanh bệnh, sanh tù tội vân vân. Cho nên đức là cái vô lậu, phước là cái hữu lậu. Hữu, chữ lậu nghĩa là gì? Là rỉ ra. Thí dụ như cái thùng á, mà nó lũng, đổ nước vô nó rỉ từng giọt vậy đó, cái thùng đó nó bị lậu rồi đó. Lậu tức là nó bị rỉ ra. Thì mình cũng vậy, cái phước mình không thấy nó tiêu một cách mau chóng, nhưng mà nó rỉ ra mỗi ngày chút, tự nhiên một ngày kia sạch hết trơn. Mình có tiền mà mình không có biết tạo thêm tiền, cứ để cho mỗi ngày nó mòn, ăn ngày chút, rút ngày chút, vậy thì từ từ nó hết. Vậy thì đại chúng nhớ ha, phước là vô lậu, còn đức là phước là hữu lậu mà đức là vô lậu. Cái gì bền bỉ lâu dài là vô lậu. Ví dụ như trí tuệ của mình là vô lậu, nhà cửa mình có, ăn sang mặc đẹp, nhà cửa cao sang vân vân, thì tất cả những cái đó thuộc về hữu lậu. Còn cái trí tuệ của chúng ta là vô lậu. Ví dụ như mình học kinh mình thuộc, mình thuộc kinh đi, thì thuộc kinh này là thuộc về vô lậu. Vì cái đó bệnh hay khỏe hay bất cứ ở đâu cũng không bị mai một. Còn mình hưởng cái gì đó, thì nó sẽ tốn giảm. Vậy quý vị hiểu hai chữ đức phước chưa? Bây giờ ở đây có mấy câu hỏi. Kính xin thầy cho biết đại thừa và tiểu thừa là gì? Chữ thừa nghĩa là sự vận chuyển. Chữ thừa nghĩa là sự vận chuyển. Như vậy thì đại thừa là sự chuyên chở lớn, nhiều. Còn tiểu thừa là ít. Ở đây nó không có cái ý chê khen, mà nó chỉ xác định khả năng của mỗi chiếc xe. Pháp Hòa ví dụ như mình có một chiếc xe bus chở được 50 người so với một chiếc xe van 7 người, thì xe bus này là đại thừa, còn xe van này là tiểu thừa. Hay ngược lại, thí dụ như là một chiếc xe van chở 7 chỗ với một chiếc xe hơi 4 cửa chở được 4 người, thì chiếc xe hơi này là tiểu thừa, mà chiếc xe van bây giờ là đại thừa. Mình không có khen chê, nhưng mà xác định cái khả năng của mỗi chiếc xe. Vì thì trên tinh thần Phật giáo, Đức Phật dùng chữ đại thừa và tiểu thừa chỉ để muốn nói lên tinh thần của các bậc tu tập. Người nào có ý hướng tu tập mà còn lân mẫn đến người khác, lăn xả vào những cái công việc để mà giúp đỡ cho mọi người, tiếp độ mọi người, thì đó là tâm hạnh của đại thừa. Nghĩa là như một chiếc xe lớn chuyên chở dung nhiếp theo nhiều người. Còn có những người, người ta tự lo cho người ta trước, thì người ta tạm gọi là tiểu thừa. Đó là mình nói theo chữ nghĩa ha. Còn bây giờ mình nói theo sự tu tập. Có nhiều khi một việc làm chúng ta rất nhỏ, nhìn như tiểu thừa, nhưng mà thật sự ra đó rất là đại thừa. Hiểu được cái đó, mình sẽ thoát được hai chữ tiểu đại và sự tranh chấp. Nhiều khi một lời nói của mình châm vô cho một cái sự kiện thôi, một lời nói thôi rất nhỏ, nhưng người ta tan hoang nhà cửa của người ta, sự nghiệp của người ta tiêu tùng. Đó, một câu nói rất tiểu thừa đó, nhưng mà rốt cuộc rồi nó rất là hư hại. Cũng như thế, một lời nói đơn giản của chúng ta nhưng giúp cho người ta phá vỡ được khổ đau, phiền não, thì đó là một lời nói của đại thừa. Hiểu ý không? Vậy thì mình là Phật tử, mình không có nên hiểu cái chữ đại tiểu theo như là cái hình tướng là lớn nhỏ, để rồi chê người này khen người kia. Đa số là người ta hiểu chùa nào mà tu theo Bắc Tông thì gọi là đại thừa, Chùa nào mà tu theo nguyên thủy như là quấn y đi khất thực vậy đó, kêu là tiểu thừa. Nhưng mà không, mình hiểu như vậy cũng được, nhưng mà hơi chữ nghĩa. Còn mình phải hiểu rằng đó là sự chuyên chở của từng người. Sự khác biệt giữa Bắc Tông và Nam Tông. Thời của Đức Phật không có tông nào hết, không có Bắc Nam gì hết á. Nhưng mà bởi vì sau khi Đức Phật mất rồi thì khoảng 150 năm sau, thì ở trong đoàn thể của những người xuất gia có những cái ý kiến bất đồng, dị biệt, thì lúc đó trong tăng đoàn mới chia làm hai nhánh. Một nhánh muốn giữ nguyên những cái gì mà Đức Phật đã tu tập và đã đi làm như vậy, các vị muốn giữ như vậy và đi về phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam Tông. Các vị khác thì có cái tâm trí muốn hội nhập vào đời sống mới của người dân, của chúng sanh, mà chúng ta gọi là nhập thế. Chúng ta gọi là đi vào đời để phụng sự. Các vị đó đi về phía Bắc của Ấn Độ, cho nên chúng ta gọi là Bắc Tông. Vậy thì Bắc Tông và Nam Tông chỉ để muốn nói lên hai nhóm đệ tử. Một bên thì muốn thủ cụ, tức là giữ nguyên hình thể của Đức Phật thời xưa, như là quấn y, khất thực, ăn ngày một cử, không có phân biệt chay mặn, ai cúng chi dùng nấy, vân vân, gọi là nguyên thủy hay tiểu. Còn trường hợp nguyên thủy còn được gọi là Nam Tông. Còn trường hợp như chúng ta reform. Reform là gì? Tức là chúng ta cải là một chút để cho nó phù hợp với quốc độ. Ví dụ như hồi xưa phải quấn y, mình cảm thấy đi nó bất tiện, cho nên mới chế thành cái áo này để dành đi đường. Nhưng mà tại sao cái áo này được chế như vậy? Bởi vì mình Phật giáo được truyền đến nước Việt Nam và Trung Quốc, thì người Việt Nam và Trung Quốc ăn mặc như vậy, cho nên mới cũng chế ra cái kiểu này, mượn cái hình, cái áo của đời, của thế tục để chỉnh trang lại theo cái áo của đạo. Quý vị qua Nhật, quý vị thấy các thầy Nhật mặc đồ của người tu sĩ người Nhật cũng giống mấy cái áo mà ngoài đời người ta mặc, cũng giống cái áo dài, áo truyền thống của họ, nhưng mà người ta đổi lại một chút thôi, nhất là màu sắc. Ví dụ bên kia ta mặc màu lam, ta cũng cột sợi dây bên hông vậy đó, cũng cái áo đó, nhưng mà người đời người ta mặc màu này màu kia, người tu mặc cái áo của truyền thống Hàn Quốc, vẫn theo Phật giáo nhưng vẫn giữ được cái nét văn hóa của mỗi quốc gia. Và đó là cái hay của đạo Phật. Mình đi đến đâu mình vẫn hội nhập được cái truyền thống của văn hóa đất nước đó, nhưng vẫn giữ được cái hình thái nguyên thủy của Phật giáo. Quý vị thấy các thầy bây giờ mỗi lần đắp y, như ni sư đắp, để cánh tay phải bên ngoài. Tại vì ngày xưa Ấn Độ người ta mặc vậy đó. Mình kính trọng vị nào á, là mình tới gặp vị đó mình phải bày cái vai bên phải ra, hở trần cánh tay phải ra để bày tỏ sự cung kính. Nhưng ngược lại, văn hóa Á Đông thì không phải vậy. Văn hóa Á Đông là phải khép kín, không có hở hang. Cho nên bây giờ nếu mà khép kín vậy thì bỏ đi cái của Phật giáo. Cho nên chế cái áo này, chế cái áo này để cho các thầy mặc. Nhưng mà khi đắp y phải đắp kiểu Ấn Độ, chừa cánh tay phải, dung nạp được cả hai. Cho nên nhìn các thầy, các sư cô đắp là này gì biết không? Ấn Độ và Á Đông, Trung Quốc, Việt Nam phối hợp. Đấy không? Đây là một thời trang. Thời trang là gì? Thời trang là gì? Là trang sức hợp thời đại, kêu là thời trang, chứ có gì đâu. Rồi bây giờ các sư Nam Tông ở bên Miến Điện, ở bên Tích Lan xứ nóng vẫn hở cánh tay ra. Vậy mà qua tới Canada mua cái áo thun tay dài mặc vô, vẫn quấn chừa cánh tay, nhưng cánh tay bây giờ được bảo hộ bằng một lớp vải thun để giữ ấm. Có sao đâu. Đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật hội nhập, nhưng mà hội nhập mà không có làm mất đi cái bản chất. Ở đây mỗi lần lễ Giáng sinh có nhiều nhà Phật tử mà dẫn trưng cây Noel, nhưng mà thật sự cây Noel đó không có liên hệ về Thiên Chúa Giáo hết. Nó là một cái cây trang trí trong cái dịp lễ, và ở cái lễ đó nó được xảy ra vào mùa đông, cho nên mình cắt cây thông vô mình trang trí để nói lên cái lễ đó, chứ nó không phải là cây của Chúa, không cây của Đức Mẹ gì cả. Thì mình ở nước Mỹ mình trang trí một cái hình thức nào trong cái dịp lễ của nước Mỹ, người ta tới người ta cũng vui, ta thấy mình hội nhập được với đất nước người ta. Nhưng mà rồi mình hễ để được cây thông thì mai mốt mình để được cây mai, mình để được cây đào. Lễ gì tôi trưng cây đó. Tôi ở nước Mỹ, tôi ở nước Canada, tôi ở ngoại quốc, lễ này người ta thường để cây thông và ta treo những cái trái trang trí lên, cũng giống như mình để cây mai treo cái thiệp Tết. Vậy thôi, nó là một sự trang trí. Nhưng mà chúng ta là người văn minh, chúng ta biết hội nhập đến mọi quốc gia truyền thống của đất nước đó. Thậm chí bây giờ mình là người Phật giáo đi, nhưng mà gặp các vị trong cái dịp lễ đó, mình cũng nói một câu rất là trân trọng và hội nhập được. Merry Christmas. Ta gặp mình ta cũng nói vậy đó. Rồi người ta gặp mình God bless you. Không là no, I need Buddha bless me. Đâu phải vậy. Mình vẫn trân trọng thank you, same to you. Hay là mình nói ngược lại, không có sao hết. Đừng có dính mắc mấy cái đó. Mà mình dính mắc mấy cái đó là mình tiểu thừa. Cái tinh thần đại thừa là hội nhập, mình ứng dụng. Chứ có nhiều vị bây giờ cứ nói cái này của Tàu, kia của Tàu. Xin thưa, cái đó là mình xài chung một văn hóa. Người Hoa và mình rất là gần nhau, mình có cùng một văn hóa. Pháp Hòa ví dụ như mình cũng mượn cái truyền thống lì xì vậy đó. Nhưng bây giờ trên cái bao lì xì mình không có để tiếng Tàu nữa, mình để tiếng Việt. Chúc mừng năm mới, năm mới an khang, mình để câu gì trên cái bao lì xì đó. Và thậm chí cũng không nhất thiết phải là màu đỏ. Bây giờ có những ngân hàng người ta in những cái bao lì xì rất đẹp, màu tím sen, màu xanh da trời. Có sao đâu. Đời sống là một nghệ thuật, là một sáng tạo. Chúng ta vẫn dùng cái bao đó mà không nhất thiết phải là màu đỏ. Chúng ta có thể làm một cái Noel và trang trí trên đó, nhưng đến ngày Tết chúng ta vẫn dùng cây mai, cây đào. Và cây thông đó nó không liên hệ đến bất cứ một tôn giáo nào. Nó là một cây trang trí trong cái mùa lễ, mùa đông, trong cái dịp nó trùng hợp cái dịp đó. Nhưng mà người ta quen gọi là cây Noel, Christmas tree. Mình không muốn gọi Christmas, gọi Noel. Thành thử ra cái đó tùy mình. Nhưng ở đây chúng ta nhẹ nhàng trong mọi cái hành xử trong đời sống hàng ngày. Cho quý vị ở đây mình thấy đến lễ của người ta mình cũng ăn mặc vậy. Như vừa rồi Pháp Hòa nói vậy đó. Ở đây Halloween mình cũng trang ăn mặc theo kiểu Halloween phải không? Ồ, nhưng mà thiếu gì hình ảnh Halloween mình mặc. Thí dụ như giờ quý vị mặc Halloween mà làm bà Trưng bà Trắc đi đường xin kẹo cũng được nữa. Nhưng đâu nhất thiết phải mua nguyên bộ đồ màu đen vậy để làm bà phù thủy. Mình tu mình làm bà tiên cũng sướng, sao phải làm bà phù thủy. Cho nên Pháp Hòa nói cuộc sống là sáng tạo, là nghệ thuật. Mà đại thừa là cái tinh thần biết tiếp nhận, biết ứng xử, biết tùy duyên. Nhiều khi mình ở một cái quốc gia rất là văn minh, rất là dân chủ, nhưng mình cố chấp vô cùng, thì cái này nó cũng một cái khổ sở cho mình, và mình làm người khác cũng khổ sở theo. Cho nên mình phải hiểu được Pháp Hòa muốn nói ở đây là nói tới cái tiểu thừa đại thừa theo cái lý sống, chứ không phải là do cái phân chia cao thấp, tông này phái kia. Vượt cái đó, mình vượt cái đó để mình nói tới cái sự tu tập của chúng ta giữa hai chữ tiểu thừa và đại thừa. Về đây chúng tạm hiểu vậy ha. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quận Cam trong mùa giá lạnh và sự xuất hiện của thầy lại mang sự ấm áp đến hàng Phật tử. Vừa từ Phổ Linh về nhà con, chị em con nói về thầy, chúng con tự nghĩ thầy có phải là Xá Lợi Phất tái sanh và chắc chắn thầy là cục 500. Thầy uyên thâm, thầy giải đáp những câu hỏi đều rất thỏa đáng. Mỗi sáng con lại sám hồng danh, luôn cả phát nguyện và phục nguyện 150 lại mỗi ngày. Con nghe pháp của thầy, đêm về con cùng quý thầy đọc kinh Phổ Môn và con vào giấc ngủ luôn. Với tuổi già ngoài 70, con chỉ đến chùa vào cuối tuần để công quả. Con xin hỏi, trời gọi là Thượng Đế, vua thì gọi là Hoàng Đế, còn thầy có phải là Sư Đế không? Trời ơi, chịu không nổi, bà già 70 rồi nha. Vì thầy ban cho chúng con mọi sự bình an, còn trời và vua thì ban gì cho con? Có ban gì cho con đâu. Con xin Sư Đế cho lời giải thích là gà có trước hay trứng hay sao trứng? Con biết câu hỏi này rất tầm thường nên người tầm thường hay thắc mắc. Con kính chúc thầy dồi dào sức khỏe để dẫn dắt Phật tử trên đường chánh đạo. Nếu khi nào bác nói cho được hột cam có trước hay trái cam có trước? Nếu mà hột cam có trước thì sao? Phải có trái cam mới có hột cam. Bởi vì phải có trái cam thì trong trái cam mới có hột cam. Mà nếu nói có hột cam có trước thì hột cam này từ đâu? Cái đó là cái gì? Nói không cùng không tận. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình tìm ra được một câu trả lời con gà có trước hay trứng gà có trước thì có gì khác lạ không? Rồi mình cũng ăn phải không? Mình cũng ngủ phải không? Cũng bình thường rồi chết. Vậy thôi chết cho thoải mái đi, chết chi nhiều thắc mắc quá. Mà những thắc mắc không cần thiết. Con gà có trước và trứng gà có trước nó có giải quyết gì cho chuyện tham sân si sanh tử của con người không? Ví dụ như mình biết con gà có trước hay cái trứng có trước, mình nói thôi từ nay về sau bác không ăn con nữa đâu. Đằng này bà hỏi bác có ăn trứng gà không bác? Bác nói trời ơi, ba má nó bác còn ăn mà con. Biết ba má con gà không? Ba má cái trứng không? Bác nói có người hỏi bác có ăn trứng gà không? Bà trả lời, ba má nó tao còn ăn mà. Cái này Pháp Hòa đã nói ở bên chùa Bát Nhã rồi. Chúng ta như những người đang trúng một mũi tên là phải cấp tốc chữa lành, chứ đừng có thắc mắc ai bắn tôi, người này có thù hận gì mà bắn tôi, người này bắn bằng cái chất độc gì, đứng ở đâu, ai giúp cho họ bắn, vân vân và vân vân. Thì cuối cùng chết trước, có... trước chết trước giờ sổ số. Đức Phật nói chúng ta bị một mũi tên của tham, của sân, của si, nó đang bắn vào thẳng vào trong con người chúng ta. Hãy nên dứt cái mũi tên đó ra và chữa trị gấp. Còn chuyện trái đất này có hồi nào, chừng nào nó nổ. Khi nó nổ nó văng lên, rồi bao lâu sau nó lắng xuống, vân vân và vân vân. Không có quan hệ tới mình. Mà ví dụ bây giờ mình có tìm được câu hỏi đó thì nó cũng đâu có giải quyết được gì cho kiếp sống con người chúng ta đâu. Cho nên hãy gấp rút làm những gì mà chúng ta thấy cần làm. Có một hôm Đức Phật ngồi với các thầy, thì Đức Phật mới lấy cái nắm lá Phật nắm trong tay. Phật hỏi rằng lá trong tay tôi nhiều hay lá trong rừng này nhiều? Thì các thầy mới nói là lá trong tay của Đức Thế Tôn rất là ít so với lá trong rừng. Đức Phật nói cái gì mà tôi hiểu biết như lá trong rừng, còn cái gì mà tôi nói cho quý vị nghe như lá trong nắm tay tôi. Bởi vì tôi chỉ thấy rằng quý vị cần nghe những về gì mà tôi cần nói thôi. Và hãy nói ngược lại, tôi chỉ cần nói những gì quý vị cần nghe thôi. Còn những điều khác nói vô ích. Đức Phật lấy móng tay vào đất. Phật hỏi đất ở trong móng tay tôi nhiều hay đất ở ngoài trái đất này nhiều? Các vị nói đất ở trong móng tay Đức Phật rất ít so với đất của đại địa này. Đức Phật nói chúng ta tái sinh luân hồi sanh tử này nhiều như đất ở ngoài. Hay nói cách khác, cái khổ đau của chúng ta nó nhiều như là đất ở ngoài đại địa này vậy. Còn cái gì mà chúng ta thu nhập được giống như đất dính trên đầu ngón tay vậy thôi đó. Thầy ơi, con nghe pháp của thầy mỗi đêm, thầy ra bài nào con nghe bài đó, nghe hết trơn rồi. Hỏi có nhớ gì không? Dạ không. Bởi vì phần lớn là mới đầu hôm mở lên, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy là mình ngủ rồi. Rồi cái ngày mai mình bấm mình nghe, không nói tiếp. Cái này tao nghe rồi, trả lời một chút đi. Đường khúc nữa, 15 tháng 6, 22 tháng 4. Thành thử ra, những cái gì mà Đức Phật cần nói, vì nó thích ứng, nó phù hợp với mình. Còn những gì không cần thiết, Phật không có nói. Không nói không có nghĩa là Ngài không biết. Cho nên có những người người ta không có nói. Ở đây á, cụ rất là dễ thương, nhưng mà cho dù mình là sư đế nhưng không có phải cái gì mình cũng có thể nói. Tại sao Đức Phật có những bài pháp Đức Phật im lặng? Tại vì Đức Phật nói thôi im lặng cho nó qua, bàn nữa thì nó không cần thiết. Có một người đó đến hỏi Ngài Triệu Châu: bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho con tu đạo. Hòa Thượng nói: ông có thấy cây tùng trước cửa không? Thì cái ông này bắt đầu ổng mới ngớ ngẩn ra. Bao nhiêu năm trời ổng vô phòng Hòa Thượng mà không bao giờ ổng để ý cây tùng trước cửa. Rồi bắt đầu từ đó về sau, mỗi lần ổng đi ngang cái cây tùng trước cửa, riết cái câu chuyện cây tùng trước cửa nó lan ra. Mấy chục năm sau có người tới hỏi: con muốn tìm Ngài Triệu Châu. Các Hòa Thượng nói Ngài Triệu Châu tịch rồi. Thì có người đó mới hỏi tiếp: vậy xin cho con được gặp cây tùng trước ngõ. Thì các vị kia mới nói cây tùng đó đâu có ở đây. Quý vị hiểu câu chuyện không? Cái ông này ông vô hỏi đạo, thì Ngài Triệu Châu muốn khai thị cho ông đạo là gì, là những gì đang trước mắt ông. Như cây tùng trước ngõ đây ông không hề thấy, thì ông hỏi đạo nữa gì mà ông thấy. Cái sờ trước mắt mà ông không thấy thì cái chuyện hỏi han nữa ông hỏi cái gì? Cho nên Ngài mới nói ông có thấy cây tùng trước ngõ không? Mục đích ngay lúc đó là để làm gì? Để khai thị cho cái cơ của người hỏi đạo ngay lúc đó. Nhưng mà mấy chục năm sau, người khác chạy tới hỏi cây tùng đâu rồi, thì các tổ, thì cái đương cơ của người này bây giờ là gì? Đang chạy theo một cái chuyện cổ tích không cần thiết. Thì các ngài nói ở đây đâu có cây tùng nào đâu. Lúc nào các ông bị cái gì thì chúng tôi nói cái đó. Nhưng mà qua rồi, cái cơ đó nó hết rồi, chứ bây giờ hỏi nữa. Cho nên các ngài đốn ngay. Ở đây đâu có cái tùng nào đâu. Thì hỏi như vậy xong thì cái người kia họ không thấy cây tùng, họ không dính mắc cây tùng, thì mọi cái gì nó đoạn, mọi cái phân duyên, cái tìm tòi nó cắt đứt. Cho nên cái đó là một cách đối cơ, mà đó là một cách khai đạo. Đó là một cách khai đạo. Ngài có một vị đó đến hỏi ngài Lục Tổ Huệ Năng, nói xin Hòa Thượng giảng cho con bộ kinh này. Hòa Thượng nói cô đọc đi, tôi không biết chữ. Thì cái bà này bà mới hỏi, ủa Hòa Thượng không biết chữ mà biết giảng kinh? Thì Hòa Thượng trả lời, giải thoát đâu có nằm trong chữ nghĩa. Cái giải thoát nó đâu có nằm trong cái chữ, mà nhiều khi chữ càng nhiều thì chúng ta lại càng rối. Cho nên ông Vũ Hoàng Chương, ông cũng làm bài thơ: dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát óc máu thầm rơi. Chiều nay một tiếng xăng buông xuống, chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Chúng ta đặt rất nhiều câu hỏi: sao con khổ quá, sao con nghèo quá, sao con đủ thứ. Câu hỏi này, câu hỏi. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Cái dấu hỏi này nó giống con sên không? Nó giống con sên không? Sên bò nát óc. Trời, câu hỏi này để ông đầu nghĩ nát đầu không ra. Sên bò nát óc, máu thầm rơi. Rồi cuối cùng tìm được thầm máu là gì? Là giọt chấm than. Đời này cuối cùng chỉ là chấm than thôi. Ô hô, ai tai, thương thai, chấm buồn thai. Cái gì mà có sự than thở là phải chấm than cái. Thưa bác, con rất cảm ơn bác gửi thiệp đám cưới của bác. Rất tiếc con không thể dự lần này, chấm than. Tức là cái gì mình nói lên cái sự rất tiếc, tiếc rẻ cho cái đó, chấm than cái. Chiều nay một chấm than buông xuống. Mình hỏi tất cả mọi câu hỏi rồi cuối cùng cuối đời nó chỉ là cái gì? Chỉ là như vậy thôi. Chiều nay một chấm than buông xuống rồi. Cái chấm than nó giống cái gì biết không? Nó giống cây đinh. Nó giống cây đinh đóng cọp vô cái hòm á. Đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Xăng là cái quan tài. Anh có thắc mắc, anh có hỏi cái gì đi nữa, rồi cuối cùng tất cả cũng như một tiếng gõ vào quan tài. Đó, tiếng đó nó trả lời hết cho tất cả chúng ta. Final day. Finally. Hồi đó ông Tô Đông Pha đó, ông cũng thích đi Vân Du lắm. Và thiên hạ truyền với nhau rằng đời người mà chưa được đi lên núi Lô để ngắm khói mây, chưa được đi thả thuyền trên dòng sông Triết Giang, thì đó là một ân hận của kiếp người. Cho nên ông nhất định phải đi được một lần ngắm khói ở trên núi Yên, ở trên núi Lô, và đi trên con sông Triết Giang đó. Cuối cùng ông đi xong rồi ông về làm bài thơ: mù tỏa Lô Sơn, sóng Triết Giang, khi đi chưa đến hận vô vàn, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, cũng là mù tỏa Lô Sơn, sóng Triết Giang. Thí dụ như nói tôi chưa bao giờ đến Nam Cali. Người ta thường nói Cali đi dễ khó về, cho nên một lần tôi phải đi. Cuối cùng tôi qua, tôi thấy Cali cũng giống Kila. Cũng là những con người, cũng là những chiếc xe, cũng là lầu nhà vân vân, tiệm tùng. Bất quá nó nhộn nhịp hơn. Nhưng mà rồi đông cỡ nào đông, cuối cùng đèn nhà ai nấy sáng, tráng nhà ai nấy sĩ. Mù tỏa Lô Sơn sống Triết Giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Mù tỏa Lô Sơn sống Triết Giang. Lên tới núi Lô thì cũng là sương mù nó tỏa ra, đi trên sông Triết thì cũng là nước sống vậy thôi, chứ có khác gì đâu. Bây giờ quý vị ném được cái nước biển mà đi vượt biên rồi, cái nước biển ở đây nó cũng vậy thôi, nó cũng mặn vậy thôi, tiếng sóng nó cũng vỗ về vậy thôi. Thế vậy đó. Ở bên Vạn Lý Trường Thành đó, ông Mao Trạch Đông ông có ghi một câu trên đó: bất đáo hoàn thành phi hảo hán. Ai chưa mà lên tới đỉnh của hoàn thành đó chưa phải là kẻ hảo hán. Trời ơi, mình cũng lặn hộp lết muốn chết lên tới trển, thở quá trời quá đó, chụp hình với câu bất đáo hoàn thành phi hảo hán rồi đi xuống. Lấy cái bằng nữa thầy. Lấy cái bằng nữa hả? Rồi về treo hay là cất. Rồi cuối cùng leo lên tới đó, rồi leo xuống, phải không? Rồi chụp được tấm hình cũng là hảo hảo thôi. Mì hảo hảo á. Bất đáo hoàn thành phi hảo hán, nghe vậy cũng muốn làm anh hùng hảo hớn lắm. Nhưng mà lên tới trên đó rồi, hảo hớn gì trời, lết muốn chết mà hảo hớn gì. Chẳng những vậy mà tốn tiền, mà nếu người nào bệnh tim mướn hai người khiêng xuống. Nếu không tụng kinh, thuộc kinh mà thực hành từ bi hỷ xả có được không? Này xả này là xả để nấu ăn. Từ bi hỷ xả. Xả là buông, xả là không dính mắt. Thật sự ra đó, nếu như mà mình mà không tụng kinh, không thuộc kinh mà mình thực hành từ bi hỷ xả là mình quá siêu rồi, siêu hơn tụng kinh rồi. Cái này gọi là sao siêu, hay là siêu sao. Tại vì sao? Tại vì tất cả ý nghĩa học kinh, thuộc kinh không ngoài mục đích làm sao cho mình sống được bốn năng lượng lớn của đạo Phật, đó là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là bốn tấm lòng cao thượng, danh từ Phật học gọi là tứ vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Bốn tấm lòng cao thượng. Hay nói một cách nữa là tứ pháp tăng thượng, bốn pháp để tăng thượng. Mình sống như thế nào, mình tu như thế nào để mỗi ngày trong ta cái năng lượng này nó tăng thượng lên mỗi ngày, từ tăng thượng, xả, hỷ, vân vân. Không thuộc kinh mà không thuộc kinh, mà không học kinh gì hết mà có cái này là quá tuyệt rồi. Nhưng mà nhớ là nói được là phải làm được. Có nhiều khi mình coi chừng lầm á. Tại vì nhiều khi á, tất cả những cái hàng ngày nó xảy đến với mình bằng một cái hình thức rất là nhẹ nhàng, cho nên mình tưởng là mình đã sống được với từ bi hỷ xả. Thí dụ ha, mình ở trong chùa, mình đi chùa được thời gian rồi, mình nói trời ơi, tâm tôi bây giờ hết nóng rồi, tôi bây giờ hết tham rồi. Tại vì sao? Tại vì có thể trong khoảng thời gian mình ở chùa không ai chọc, ai cũng gặp mình là sợ khép nép, nghe lời mình hết sức luôn. Cho nên mình, rồi mình nói đâu nghe đó, cái mình tưởng mình từ, mình tưởng mình bi. Rồi mọi người đến với mình là cười vui hỉ hạ, vậy mình tưởng mình hỉ, phải không? Rồi mình tưởng là tâm mình vậy, không còn giận ai, kêu xả. Có thể mình hiểu lầm là tại vì đời sống mình phần lớn là nó kêu là gì? Pleasure moment nó rất là nhiều. Nhưng mà những cái unpleasure nó chưa xuất hiện, cho nên mình chưa biết rằng mình có thật từ, thật bi, thật hỷ, thật xả chưa. Cẩn thận cái này. Pháp Hòa không có nói là vị Phật tử này dở, nhưng Pháp Hòa cho thêm một cái ý để mình có cơ hội mình quán thêm. Chứ còn đừng có lầm là khi tâm mình, khi nào mà cái pháp bất thiện nó đến mà mình vẫn bình an với nó, không có gì trở ngại và mình thấy nó rất bình thường, thì cái chừng đó mình mới biết mình có xả. Vì chữ xả theo đúng cách thực tập là nó đến mà không dính mắt. Còn nếu như mà mình ôm một cục rồi tháng sau mới xả đó, thì cái này cũng xả mà phải uống thuốc sổ. Còn nếu như nó đến mà mình đừng dính mắt, đừng có dính mắt, nó mới thật sự là xả. Ví dụ như giờ quý có người gặp mình cái gọi là đại đức, có người gặp kêu thượng tọa, có người gặp kêu thầy. Bữa nào mình đi mình mặc áo người kia nó mới ê thằng kia ở đâu vậy. Thì mình nhẹ nhàng, thằng cũng được, thầy cũng được, thượng tọa đại đức gì cũng được. Chừng đó mình mới biết mình là xả. Còn mà người ta kêu mình xong cái lại đấy, lộn nó, không biết tôi không thầy hả? Thì cái này là mệt nè. Thật thưa đại chúng là nhiều khi á, các vị thường dạy chúng ta là mình chưa chứng thánh thì khoan đó, khoan nói cái mà nghĩ rằng mình đã được. Cho nên nhiều khi á, cái này Pháp Hòa không phải, Pháp Hòa cũng xin thưa lại là Pháp Hòa không có bài xích cái này, rất tốt. Nhưng ở đây Pháp Hòa muốn nhắc thêm để mình đừng có bị hớ trong cái phương diện tu tập của chúng ta thôi. Có một bác đó nói với Pháp Hòa vậy là: thầy, đời con không biết khổ là gì. Pháp Hòa nói: bác, mình chỉ có thể nói là chưa, chứ không thể nói là không. Vì cái gì mình cũng chưa, thật sự ra bác cũng đã khổ rồi đâu, tại bác chưa nhận ra thôi. Bằng chứng như bác muốn đi chơi mà không cho bác đi, bác buồn không? Nếu bác buồn là bác có khổ rồi. Còn bác muốn đi chơi mà ta nói hết chỗ rồi bác, ủa về hả con? Thôi để dịp khác, nhẹ nhàng. Thôi được rồi, để mấy người đi đi, để nguyên nhóm nó đi đi. Tôi con ghẻ mà. Bắt đầu ghẻ chóc rồi nó bắt đầu nó mọc rồi đó. Rồi cái bữa khác ta mua, ta đi về, ta đem chơi, ta nghĩ, ta nghe nói câu đó ta biết ha. Cái ta đi mua, ta đi chơi, ta mua vài món quà về tặng để là thuốc, để sức cái chỗ ghẻ đó đó. Thôi, trước không thảo sao bà lão không thèm. Là mình biết là mình tới đâu rồi. Hồi nãy nói đằng kia rồi, nhưng mà giờ nói thêm. Vâng, hèn chi thấy cô lạ. Vậy thì bây giờ thấy quen. Từ là gì? Từ là cái năng lực cho người khác niềm vui. Bi là gì? Là năng lực, khả năng giúp người hết khổ, giảm khổ, giải khổ. Ví dụ bác đó bị cảm lạnh, cho thuốc bác đó uống, rồi là gì? Bi, hết khổ ơi. Bác ơi, bác rất là yếu nha, cái cơ thể bác là thiếu chất miễn nhiễm, để con đưa, sau khi bác hết cảm rồi, con đưa bác thuốc bổ bác uống. Đây là từ, cho người ta hết khổ rồi, bây giờ cho người ta thêm năng lượng để người ta sống mạnh hơn, bình an hơn. Từ là cho người niềm vui, bi là giúp người hết khổ. Hỷ là gì? Hỷ là niềm vui, và làm tất cả dù từ hay bi hay xả phải có vui. Xả mà không vui, xả trước mặt thôi, mai mốt nói tiếp. Và thậm chí có nhiều người ta xin lỗi rồi: được rồi, tôi là người rộng lượng. Nghe chữ rộng lượng là biết rồi đó. Nghĩ tình. Anh nhà. Tôi tha cho cháu. Nhưng cháu nhớ nha, túm miệng lại chút, để cho người ta biết mình sợ cỡ nào. Tháng sau gặp cái người khác, chị biết vậy, thôi đừng có nhắc tới người đó. Là biết mình xả cỡ nào rồi đó. Chữ xả nghĩa là mình buông. Nếu mình giỏi là ngay khi đó không dính gì hết, là rất khỏe. Nhưng nếu lỡ mình ôm cái đó một thời gian, rồi phải học pháp, phải tu pháp để xả. Nhưng một khi xả rồi, người ta xin lỗi rồi, người ta mình hiểu đạo lý rồi, mình hiểu được nhân duyên, hiểu được hoàn cảnh rồi, mình buông cái đó ra rồi, đừng nhắc nữa. Người Mỹ nó nói, họ nói rất là rõ, phải không? Forgive là phải forget. Đó là một hình thức của xả. Đó là một tâm niệm của xả là forgive and forget. Mình không quên thì sao xả? Còn nếu như cái người mà tu tập giỏi là ngay khi nó khởi là buông liền, vì thấy nó quá bình thường. Và thấy nó, thí dụ như đứa nhỏ nó nói hỗn, mình nói được một câu, thôi kệ nó nít mà, chấp chi nó, rồi quên mất tiêu. Nói xong rồi, trời ơi đừng có tưởng nghe cái thằng quỷ này nó hỗn dữ lắm rồi. Bữa khác nói, gặp ai cũng quảng cáo. Thì cái đó không phải là xả mà cũng không phải là hỷ. Cái chữ hỷ là nó bao trùm. Từ là phải hỷ, bi là phải hỷ, xả là phải hỷ. Mà nói ngược lại, hỷ là cái quả của từ bi xả. Hiểu ý không? Như vậy thì tứ vô lượng tâm nói rõ là từng phần, nhưng mà thật sự nó dung nhiếp với nhau. Nó dung nhiếp với nhau. Khi anh từ là anh đã có bi, khi anh xả là anh đã có hỷ. Mà thật sự nặng bụng quá trời, xả ra được nhẹ quá, cười được. Hôm nào, xin lỗi đại chúng, là hôm nào á mình cần phải đi giải quyết mà không có chỗ đó, rồi nó khó chịu phải không? Nhưng mà kiếm được cái chỗ xả ra mình, cái cảm giác mà xả ra nó nhẹ đó, giữ cái cảm giác đó. Để mai mốt mình biết là thi tâm mình buông được cái đó mình nhẹ cỡ nào. Pháp Hòa tu kiểu đó rồi. Thí dụ bây giờ mình dính một cái gì trong răng, mình muốn lấy cái tâm xỉa răng, mình lấy nó ra cũng thôi, nó khó chịu cái răng lắm. Chỉ một chút xíu trong răng thôi. Thì bây giờ quý vị cứ tưởng tượng, chỉ một chút trong răng mà đã khó chịu, thì nếu một cái gì đó khổ đau nó ở trong lòng thì mình khổ tới chừng nào, khó chịu tới chừng nào. Cho nên mình xả được là một hạnh phúc. Và Phật giáo á, cái giáo lý nó có cái hay là phân tích thì từng phần, nhưng khi tu là nó dung nhiếp. Pháp Hòa ví dụ, đây là chuông, kia là mỏ. Nói thì nói hai tiếng, chuông là beng, mỏ là cốc. Nhưng mà hai cái nó hòa hợp gọi là cốc beng. Thấy không? Mỏ là bỏ, chuông là buông. Thí dụ mình đánh tiếng chuông bon, ngân ra, buông, cốc, cốc, bỏ, buông bỏ, nó dung nhiếp. Mà người buông bỏ được là người nhẹ nhàng. Cho nên cái người tụng kinh mà người ta tụng bằng tâm thanh tịnh, tâm thảnh thơi, nghe tiếng người ta tụng, muốn tu liền. Thanh thoát lắm. Còn người mà tụng mà lên khổ sở bắt buộc tụng, nghe muốn nghỉ tu. Cho nên cái tiếng tụng kinh của mình nó cũng tùy vào cái tâm của mình nữa. Quý vị có tin điều đó không? Hôm nào cô ca sĩ đó mà cổ trạng thái của bình an, cổ hát một cái bản nhạc của diễn đạt, mình nghe cảm liền, nghe rất cảm xúc. Vì lúc đó cô hát bằng cả trái tim, cảm xúc bài nhạc của cô. Khi mình vui mình mới có từ, và khi có lòng từ tự nhiên có niềm vui. Khi mình bi là đã có niềm vui. Mà bi chiều chừng nào thì mình lại hỷ nhiều chừng đấy. Cho nên từ bi hỷ xả là bốn tấm lòng vô thượng hay là vô lượng của đạo Phật. Nói là nói vậy, nhưng khi thực tập quý vị sẽ thấy nó nuôi dưỡng, nó dung nhiếp với nhau. Ví dụ như mình ăn canh chua, tiếng là ăn canh chua, nhưng mà nếu canh chua không bạc hà, không đậu bắp, không cà chua, hay thậm chí thiếu ngò ôm, ngò gai, thì tự nhiên cũng là canh chua nhưng nó chưa đủ vị. Nhưng mà nếu mà cái nồi canh chua đủ vị thì thơm, bạc hà vân vân dung nhiếp vào để gọi là nồi canh chua. Mặc dù một mình nó có thể vắng mặt cũng là canh chua, nhưng sự có mặt thêm một món nó làm cho canh chua trọn vẹn. Cũng như thế, khi mình tu cái này tự nhiên cái kia có mặt. Khi mình hỷ là đã có từ bi. Vì sao? Từ bi cho nên rất hoan hỷ xả bỏ cho mọi người. Vì hoan hỷ cho nên rất dễ tha thứ. Vì hoan hỷ cho nên rất dễ giúp cho người ta. Vì vậy cho nên mỗi lần gặp nhau, chị hoan hỷ giúp em bưng cái ghế, chị hoan hỷ nấu giùm em nồi chè, hôm nay chùa bận quá, em nhận trách nhiệm nấu mấy món mà không ai nấu chè, chị giúp giùm em. Cái cách nói của mình nó chan đựng cái từ bi. Mình động vô cái thôi được rồi, tôi bận lắm giờ để tôi ráng. Nếu mình nói mà không ấy, bận, trả lời dứt khoát. Còn nếu mà mình nhẹ nhàng, người ta bận rộn nhưng người ta sẽ cố gắng, người ta giúp mình. Thật ra cuộc sống này mình có thành đạt hay không, nó tùy theo cái năng lượng tu tập của chúng ta. Một lời nói rất nhẹ nhưng nó chuyên chở cả đại thừa. Một lời nói rất tiểu thừa nhưng người ta nghe xong rồi cả đại thừa nó có mặt. Quý cô hiểu được chỗ đó ha? Rồi. Bà ngoại con mới chết tuần trước. Thầy cho con hỏi con lập bàn thờ của ngoại con riêng, như thầy ở chùa. Nhưng thầy ở chùa nói không cần lưu nhang riêng, dùng chung với ông bà cũ, có được không thầy? Dạ được. Bát hương là một vật dụng, một dụng cụ để cắm hương. Nếu mình hiểu theo cái nghĩa bình thường, nó chỉ là một cái đồ cắm hương. Vì bây giờ mình thắp cái hương lên để nó connect giữa mình với người chết. Theo cái quan niệm phương Đông thì mình cần phải có một cái gì để cắm cái hương vào. Nhưng nếu mình làm nhiều thì nó chật chỗ và sẽ thắp nhiều cây không cần thiết. Để một bát hương đó được rồi. Mình đã có bàn thờ ông bà cũ rồi, sẵn rồi, thì bây giờ ai mới mất mình để vô mình thờ thêm cũng vẫn dùng cái lư hương đó, mà không cần thêm một lư hương nữa. Bằng Phật cũng vậy, bằng ông bà cũng vậy. Cũng giống như mình cưới dâu về ở chung vậy đó. Cưới rể về ở chung, cả nhà ở chung một cái nhà, không có cần phải lập riêng. Nếu mà mình nói mỗi người ấy thì cơm ăn riêng, cho nên cái đó là một cái biểu tượng để mình thờ cúng thôi, không có sao. Kính xin thầy giải nghĩa theo tiếng Việt của bài kinh chú Đại Bi. Cảm ơn thầy. Quý vị nào muốn biết chú Đại Bi từng câu trong đó là gì, quý vị đi tìm cái bộ băng này của Pháp Hòa giảng, có tên là Lòng Từ Vô Ngại. Bộ băng này giải hết những từng câu trong chú Đại Bi cho đại chúng nghe. Còn nếu quý vị muốn chọn cái bản dịch gọn của bài chú Đại Bi thì có thể email về chùa Trúc Lâm, rồi chùa sẽ gửi cho quý vị cái bản tiếng Việt đó. Xin thầy cho con hỏi, làm sao liễu sanh thoát tử? Làm sao giữ được tâm thanh tịnh? Liễu sanh là gì mà thoát tử là gì? Liễu sinh thoát tử nghĩa là mình thoát cái khổ của sanh tử. Nhưng mà con người mình vẫn còn sanh tử không? Còn. Nhưng mà khi nào mình không hiểu rõ nguyên nhân và sự thật của sanh tử thì mình khổ. Còn nếu mình hiểu rõ được sự thật của sanh tử thì mình hết khổ. Mặc dù vẫn sanh và vẫn tử, nhưng không khổ đau vì sanh tử, thì gọi là liễu sanh thoát tử. Chứ không phải là liễu sanh là đi đâu, thoát tử là về đâu, không phải. Pháp Hòa ví dụ, một cái ví dụ đơn giản thôi. Tối nay khuya rồi mình đi ngủ, tắt đèn đi ngủ. Có ai đi ngủ mà khổ không? Nên là trời ơi, tại sao tôi phải ngủ? Thậm chí còn ghiền ngủ nữa, muốn ngủ nữa. Tối rồi đi ngủ, sáng mai dậy đi làm, đó là chuyện rất bình thường, không có gì phải khổ hết. Thấy cái đèn xanh thì mình đi, đèn vàng mình chậm lại, đèn đỏ mình dừng. Dừng đèn xanh đèn đỏ mà có khổ không? Vẫn phải dừng đèn xanh đèn đỏ mà không hề khổ gì, vì biết đó là luật đi đường. Cũng như thế, con người sanh ra phải có già, có bệnh, có chết, thì chuyện sanh già bệnh chết là chuyện bình thường. Anh hiểu được nó rồi thì anh vẫn sanh già bệnh chết mà không bị cái sanh già bệnh chết nó làm khổ, thì gọi là liễu sanh thoát tử. Chứ không phải là mình làm gì để chúng ta không sanh không tử. Cái quan trọng là cái tâm chúng ta. Quý vị có biết chữ vãng sanh không? Có nghe chữ vãng sanh không? Vãng là gì? Là đi tới. Vãng sanh là đi tới. Ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa giảng xong ở chùa Đại Bi, 7 giờ rồi mà người ta cứ dí chụp hình riết. Cuối cùng mình nói thôi tập tấm cuối nghe, Pháp Hòa cần vãng sanh qua chùa Đức Phước. Chữ vãng sanh là mình đi tới một chỗ mới, một tới một sự sống mới. Quý vị đã từng sống chết ở bên biển chưa? Qua tới trại tị nạn là vãng sanh chưa? Vãng sanh một lần rồi. Rồi sau đó người ta cho mình được một cái giấy, một cái thông báo là mình được đặt chân qua nước Mỹ, thì mình lại vãng sanh một lần nữa rồi. Vì vãng sanh đâu phần phải chết mới được vãng sanh, mình đã có kinh nghiệm vãng sanh rồi đó. Nghĩa là đời sống khổ này, mình làm sao vượt cái khổ này để đến một đời sống an lạc mới, gọi là vãng sanh. Vậy có đợi chết mới vãng sanh không? Không. Vãng sanh ngay trong đời sống này. Hồi tháng trước tôi rất khổ, năm trước tôi rất buồn, nhưng nhờ nghe Phật Pháp, bây giờ tôi, mọi việc tôi bình thường, tâm tôi bắt đầu trở lại bình an. Vậy thì làm sao để tâm thanh tịnh? Tâm mình không thanh tịnh là bởi vì mình dính mắc và đặt để nhiều thứ. Còn nếu chúng ta biết nhận mọi thứ như là, thì tự tâm mình sẽ thanh tịnh. Thế nào gọi là các pháp như là? Đây, hoa hồng, mặc dù nó vàng mà vẫn kêu hồng. Màu trắng cũng kêu hoa hồng, màu đỏ cũng kêu hoa hồng, màu tím cũng kêu hoa hồng, mà nó không hề cãi, nó nói I am rose. Mình kêu nó cái gì nó cũng nhận hết. Người Pháp, người Anh, người Mỹ, người Việt, mỗi người kêu nó một cái tên, nhưng mà kêu tên gì kêu, nó vẫn là nó, và nó vẫn tươi, héo, chết, bình thường. Các pháp biến đổi. Tối nay Pháp Hòa gặp quý vị, sáng mai Pháp Hòa bay rồi, ngày mai Pháp Hòa vãng sanh ở Bắc Cali. Vì thì Pháp Hòa, ngày mai đây Pháp Hòa sẽ ẩn ở đây mà hiện ở chỗ khác, để rồi tháng 6 này Pháp Hòa sẽ hiện lại ở Nam Cali mà ẩn chỗ khác. Cuộc sống không mất đâu hết, chẳng qua là ẩn hiện thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ẩn ở thế giới Ta Bà, nhưng mà Ngài đang hiện ở một quốc độ nào đó để tiếp tục con đường của Ngài. Chứ đâu phải tu để thành Phật để kiếm chỗ ngồi chơi, để đánh cờ tướng chơi. Không phải vậy. Mình làm bác sĩ, đậu lấy bằng bác sĩ rồi thì phải đi vào bệnh viện hay là ở phòng mạch. Nói chung là phải hành nghề, chứ không thể nào đóng cửa lại nói tôi xong rồi, giờ tôi làm bác sĩ. Bác sĩ ở nhà ngủ nghỉ. Mà mình càng là bác sĩ thì mình phải thực hiện đúng vai trò một bác sĩ của mình là cứu người lâm bệnh. Thế thì Đức Phật Thích Ca bây giờ đang ở đâu? Có chỗ nào để Ngài ở không? Có một chỗ Ngài đang ở, nhưng việc làm của Ngài vẫn không dừng nghỉ. Ngài vẫn đang làm những công việc độ sanh như Ngài đã từng ở cõi đời này Ngài làm vậy. Vì chỗ nào có chúng sanh cần thì mình tới, hết cần thì mình đi. Quý vị hiểu được chỗ đó. Mà hiểu được chỗ đó thì có khổ gì đâu. Đây mình lấy cái miếng đất mình sắn ở dưới này lên, miếng đất này nó lõm rồi, vớt nó qua đây, khuyết chỗ này mà bổ chỗ kia. Đây, ly nước mà cầm lên, uống vô bụng, đây giảm, đây tăng. 2 tiếng sau, ở đây giảm, kia tăng. Tăng giảm là tại mình nói thôi, giảm đây tăng kia. Rồi nó tăng được chút xíu trong bồn đó, nhấn cái nó giảm. Giảm ra ngoài cống. Rồi bây giờ kêu là bất tịnh. Xong rồi nó ra cái chỗ cống chính của chính phủ, họ qua bao nhiêu lần lọc, nó đưa nguồn nước trở lại cái sạch mắt mình, cái kêu nước sạch. Mà thật thể là từ nước dơ. Vậy dơ sạch có gì để nói không? Bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, giảm đây tăng kia, uế đây tịnh kia uế đây. Nó đục theo vậy cái kêu, nó đục vậy kêu là dơ. Vậy mình bún mắm nó đục vậy mà vẫn ăn. Tại sao có những cái nó đục vậy anh kêu là dơ, mà có những cái thành thử ra nói không tùng tận của các pháp. Mà mình không hiểu các pháp cho nên mình phải tranh cãi về các pháp. Còn nếu mình nhận các pháp nó như là thì không còn gì để tranh cãi nữa hết, mọi việc bình thường. Người ăn được bún mắm thơm quá, người ăn không được nó thôi ăn cái món gì mà thối quá. Thật ra chữ thối và chữ thơm nó cũng tùy theo người cảm nhận thôi. Người thích nghe pháp ngồi chật vẫn vui, người không ưng nghe pháp đưa ghế salon ngủ khò. Thưa đại chúng, là mình hiểu được các pháp như vậy. Cái pháp là gì? Là hiện tượng. Các pháp là hiện tượng sự vật. Buồn vui là hiện tượng, thắng thua là hiện tượng. Lát nữa nó bước ra cửa mà lượm được 100, trời ơi hên không, đi chùa Phật độ. Bước vô xe xong bà cứ nói trời ơi xui ghê nha, đi chùa mất 100. Hên của mình mà xui của người khác. Quý vị thấy được chỗ mà nói không? Tự mình khi mình thấy được các pháp rồi, bình an vô cùng, không có gì cả. Mà người mà hiểu được vậy là xả đó, tranh cãi gì đâu, anh nói gì cũng được hết. Tại vì tôi biết bản chất của nó rồi. Mình nói với con dòi, dòi ơi hãy lắng nghe tôi, trong này hôi lắm ở hoài làm chi. Con dòi nó đáp lại, chị này ăn nói kỳ kỳ, chỗ này chính món cà ri của dòi. Con dòi nói món này món cà ri mà nó hôi lắm. Tại cái con dòi là cái nghiệp của nó, cái nó sanh chủng vậy thì nó hưởng cái đó. Đối với mình không phải. Thơ mới làm đó. Xuất khẩu thành thơ đó, chứ không phải có sẵn đâu. Tự giờ kết nhất bài thơ này của thầy. Quý vị mệt chưa? Chưa cũng phải nghỉ. Tại vì các pháp nó vậy đó, chỗ nào hấp dẫn là nghỉ liền. Phim Tàu là nó vậy á, nó tung một chưởng nó văng ra cái nó hết phim. Để nó hấp dẫn người coi, để mở tập nữa coi nó chết chưa. Các cái anh làm phim ảnh cũng tâm lý pháp, cái tâm pháp của mình lắm. Tâm của chúng ta là bạc phò là bà tám. Coi phim ngày mai coi cũng được chứ, nhưng mà bây giờ sắp đi ngủ mà nó chết kiểu này cũng được. Mở tập phim kế ra coi con nó chết rồi đi ngủ cũng yên, để khỏi thắc mắc chừng nào nó chết. Cái anh làm phim anh hiểu pháp mình không? Anh có cái pháp để anh dụ mình. Cho nên cái người mà học Phật á, Pháp Hòa thưa là mình mà thấu đáo được đạo lý rồi là mình thấy đạo Phật khắp cùng khắp chốn. Và Đức Phật cho mình cái trí để mình nhìn nhận các pháp như là các pháp như thị. Rồi cuối cùng các vị, cái gì nó xảy đến? Pháp diệt như thị, pháp diệt như thị. Pháp nào nó cũng là vậy. Nhưng mà không, pháp nào đi rồi nó cũng cái ngày tàn cuối cùng của nó thôi. Tổng thống cũng chết, vua chúa cũng chết, giàu cũng chết, nghèo cũng chết. Chữ chết thì không có gì buồn. Nói theo cách khác là chấm dứt. Nhưng mà nó chấm dứt để rồi nó bắt đầu một cái mới. Thí dụ như hôm nay Pháp Hòa không có đi thì làm sao tháng 6 tới nữa? Tháng 12 vừa rồi có về đây rồi, về Nam Cali rồi, mà không về bển thì lấy gì tháng 2 này cho qua nữa. Thành thử ra cuối cùng gì? Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau. Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Xa nhau chi để cho nhung nhớ. Chân lý mình phát hiện một điều là mà có xa nhau mới nhớ nhau. Dạ dễ, thầy ơi lên YouTube coi thầy là được rồi, khỏi nhớ. Hay quá. Này là long distance love. Đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức. Đó là thơ của một thiền sư. Tại sao Ngài nói như vậy? Tâm con chưa bao giờ rời Phật, đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức. Lúc nào mình cũng có Pháp trong tâm, thì lúc nào, hễ người nào có Pháp trong tâm là người đó sẽ có phương Pháp. Có Phật Pháp là có phương Pháp. Có Phật Pháp là có phương Pháp chúng ta ứng sống hàng ngày. Bạch Thầy cho con hỏi bà ngoại con chết, nhưng con nghe họ nói là cần phải cúng trai tăng, nên hay không cúng không Thầy? Trước hết là phải nói trai tăng là gì để các vị ta người ta thắc mắc mình đang cúng trai tăng là cúng gì. Chữ tăng này là nói cho đoàn thể tăng ni. Chữ trai này là nói đến một bữa ăn cơm, một bữa cơm trai. Mình làm một bữa cơm trai, mình cúng dường tăng ni để nhờ năng lực tăng ni cầu nguyện hồi hướng cho người mất, gọi là trai tăng. Chữ tăng này là chữ từ cái chữ tăng già là đoàn thể. Ni cũng là tăng. Nam nữ đều là tăng nếu ai sống hòa hợp thanh tịnh. Vậy thì trai tăng không nhất định phải là chết mới cúng. Bất cứ sự việc gì chúng ta muốn cầu nguyện đều có thể thiết lễ trai tăng cúng dường. Nhưng cũng không bắt buộc nếu chúng ta không có hoàn cảnh. Mà cái cần thiết nhất làm cho người chết là mình phải làm sao tự thân tâm mình cầu nguyện cho người mất. Còn mình cúng trai tăng là tùy hoàn cảnh của mình, nhờ thêm năng lực của đại chúng. Còn không có hoàn cảnh, không có phương tiện, gửi tên cầu nguyện cũng được, gửi tên vô chùa xin cầu nguyện cũng được, rồi tự mình ở nhà cúng dường tụng kinh cũng được. Chứ không phải là đúng hay sai hay cần phải làm cho người mất. Hồi nãy Pháp Hòa nói tâm thanh tịnh là khi nào mình nhận các pháp nó như là mà không thêm bớt, thanh tịnh ngay. Pháp Hòa ví dụ như mình nhìn cái bình hoa này, nhận nó là một bình hoa cắm đẹp vậy thôi, mà mình không có phân biệt là đẹp hơn, xấu hơn gì hết. Cái tâm mình nhận nó như vậy là nó bình thường. Pháp Hòa ví dụ như hôm nay ngoài trời mưa, rọn lát lại nắng. Chuyện nắng mưa là chuyện của đất trời, chuyện của thiên nhiên thời tiết. Mình nhận khi nào nó mưa mình nhận là mưa, mà khi nào nó nắng mình nhận là nắng, thì mình bình an. Còn đang trời mưa ra đứng nó vô duyên lắm nghe. Tôi đang vậy mà trời, mình có nói gì nói mưa vẫn mưa. Thành thử ra mình làm sao mình nhận các pháp như là, thì không còn sự phân bua ở trong lòng, thì tâm nó thanh tịnh thôi. Sở dĩ nó không thanh tịnh là mình quá nhiều những cái đặt để so sánh. Cũng giống như trong câu hỏi lễ chẩn tế có từ khi nào, thật ra không phải là chữ ở trong cái truyền thống theo kinh điển Đại Thừa đó, thì có kể là Đức Phật có nói những bài kinh về cúng thí cho các loại âm linh cô hồn. Còn về hình thức cúng như thế nào thì tùy theo hoàn cảnh, mỗi quốc độ có một cái hình thái cúng khác nhau, nhưng mà cái nội dung vẫn là chuyển tải năng lượng từ bi đến cho người trong cõi âm bằng hai phương diện: thí thực cho họ và khai mở tâm cho họ bằng cách tụng kinh truyền đạt giáo pháp. Hình thức thì tùy, lớn nhỏ, bắt ấn rồi kêu gọi gì đó tùy, nhưng mà cái nội dung mục đích là chuyển tải hai phần: thực phẩm cho họ no bằng cái hình thức xúc thực, và giáo pháp cho họ giải thoát khổ đau từ cái tâm. Sở dĩ họ khổ trong cảnh đói khổ là vì tham, keo kiết, bủn xỉn. Mình làm sao mình mở được cái tâm đó thì họ liền no đủ. Quý vị nhớ hình ảnh của bà Thanh Đề trong kinh Vu Lan không? Thấy cô mẹ rất lo âu, tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn, lòng bỏng sẻn, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cho nên cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Đó là hình ảnh nói lên một người bủn xỉn keo kiết, tượng trưng cho tâm tham. Mà hễ con người tham là nó phải thể hiện cái tham bằng cách lấy tay mình che lại. Và khi tâm tham đó nó chẳng khác nào một đốm lửa nó đốt, cho nên chén cơm dù có giữ cho phần mình nhưng ăn cũng không trọn. Đó là hình ảnh biểu tượng một con người đọa xuống khổ đau rồi mà tâm vẫn chưa khởi mở. Cho nên á, có những người người ta khổ nhưng mà sau đó người ta rất cảm thông cho người khác, vì họ nói tôi đã từng khổ rồi, cho tôi không muốn làm khổ ai nữa hết. Đó là cái tâm sống trong địa ngục mà có tâm từ bi muốn cứu khổ người khác. Còn có nhiều người ngược lại, tôi khổ rồi tôi phải bắt mọi người khổ giống tôi. Cho nên tại sao ở chỗ mà đụng xe đó, chết người đó cứ xảy ra hoài, chúng ta thường gọi là có huông đó. Vì những người đó họ lẫn quẩn ở đó, để họ tìm một người chết tương đồng, họ mới thỏa mãn. Vì sao? Vì cái tâm họ tức, họ không nghĩ rằng họ sẽ chết, nhưng đùng một cái họ chết do một tai nạn. Nói theo bây giờ chúng sanh làm gì? Ăn không được là mình phải làm cho nó hư lên. Cái đó là cái tâm niệm của phàm phu chúng sanh, âm dương đều giống nhau. Nhưng mà cách cúng và cách cho họ ăn, cách họ ăn nó khác thì cách chuyển tải nó phải khác. Ví dụ như từ Mỹ và Canada quý vị muốn gửi quà cho Pháp Hòa, quý vị đem ra bưu điện quý vị gửi đúng tên và nhận. Rồi giờ muốn cho Pháp Hòa biết cái đó là gì, quý vị viết cho Hòa cái thơ: đây là gừng, thầy nhớ uống ngày mấy muỗng, ví dụ vậy. Hay là mình gửi cho cái người đó khi họ lâm cảnh khổ. Thì cái cõi âm chúng ta chuyển tải cũng thế, nhưng mà cái cách ăn của họ khác với cách ăn của mình. Mình là để vô miệng nhai, gọi là đoàn thực. Họ là ngửi, cho nên gọi là xúc thực. Và cách mình truyền cho nhau là gửi, còn cách mình đưa cho họ là đem năng lực tâm gửi. Tại vì cảnh đó mình không thấy, mình không thấy thì mình phải chuyển bằng tâm. Điều này có thể mình không tin, nhưng không sao hết. Quý vị tin hay không tin, nó không ảnh hưởng về đến giáo lý căn bản của Đạo Phật hết. Giáo lý căn bản của Đạo Phật là chúng ta tu để giải thoát khổ đau. Còn những cái chuyện khác chúng ta làm là để thể hiện lòng từ của mình, khi mình thấy ngoài mình còn có những người khác khổ. Nếu mình làm được điều đó thì cái năng lượng từ bi của mình lớn hơn, là vì mình chẳng những cứu người sống mà mình còn nghĩ luôn cả người mất. Không sao hết, không làm cũng không ai nói mình tội lỗi gì. Nhưng cuộc sống của chúng ta luôn luôn nhớ rằng cái gì chúng ta không thấy cũng không có nghĩa là nó không có. Và chúng ta cũng nhớ rằng cái thấy biết của chúng ta rất hạn hẹp. Cách một vách tường đã không thấy, cách một vách tường đã không nghe, thế thì có những cái nó sâu xa hơn nữa, cao vời hơn nữa. Nói sau cùng, nghe sau tận. Tin cũng được, không tin cũng sao, cả hai mặt đều không ảnh hưởng gì đến cái sự giáo lý của Đức Phật. Vì Ngài chủ đích không phải nói cái đó. Chủ đích của Ngài là nói con đường tu tập để chúng ta tự chuyển hóa lấy mình. Còn những cái gì Ngài thấy xa hơn, Ngài nói thêm để chúng ta biết mà hướng tâm về những người khốn khó hơn mình. Âm dương đều cần. Mình không cho homeless, chính phủ vẫn lo, nhưng mà tại sao mình vẫn làm? Vì đó là thể hiện lòng từ, và đó là thể hiện tâm người có đức, có phước. Mình không làm gì hết, chính phủ vẫn lo mà. Bằng chứng mình qua đây, chính phủ vẫn lo cho mình, mặc dù mình không là công dân của họ, nhưng họ vẫn cho mình cái pass, cho là vô quốc tịch làm công dân, vẫn đối đãi với mình như một công dân người Mỹ. Một khi họ nhận mình là công dân Mỹ, họ vẫn lo cho mình đầy đủ, từ bệnh tật cho đến già nua, vân vân. Hiểu được cái chỗ đó thì quý vị hiểu chẩn tế là gì? Là một hình thức cứu độ, ban phát cho người trong cõi âm qua một hình thức cúng kiến. Có gì sẽ nói là ồ cái đó không có, không sao. Nhưng nhớ là mình đừng nói cái gì mà mình không thấy, không nghe, sợ nó phạm. Mình không tin, im lặng để người khác làm. Mình không đồng tình, để người khác làm. Đừng có bài xích, đừng bán bổ. Vì có những cái mình chưa biết tới, mà lỡ mai mốt mình biết được, hoặc là mình rơi vào cảnh đó, không ai cứu mình. Tại ta nói hồi xưa anh có tin đâu, lúc trước anh có chịu nghe đâu. Cho nên thôi, theo cái của Pháp Hòa nói, Pháp Hòa thường làm á, không bao giờ chê cái của người khác. Cái gì của mình thì mình nhận, không phải thì thôi. Biết được nói tốt hơn, nói thôi. Mình nói lỡ mai mốt mình hớn sao. Còn mình tiếp nhận để mình làm hay hơn thì mình làm, còn không thôi. Cho nên mình cứ tập như vậy thì tu bòn, tu mót mà. Phước thì phải tạo chút chút vậy thôi. Còn cuộc sống này cái gì mình cũng nói không hết, cũng không sao. Nhưng mà có nhớ là cái không mà chúng ta nói đó không phải là hoàn toàn không có, mà chỉ là không thật thôi, và chúng ta chưa thấy thôi. Hư không này có không? Mà mình thấy không? Đã nói là hư không sao mình thấy? Mà nó có không? Có. Nó có bao nhiêu cái luồng sóng điện đây không? Có. Đem cái máy vô là nó ra hết. Ở trên này hiện nay đang có vi trùng không? Có. Nhưng mà tại miễn nhiễm mình khá cho nên mình không bị. Hay là mình không có con mắt tinh mình thấy thôi, chứ còn tinh tường mình thấy là có hết. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa có về thăm lại chùa, được thăm chùa Đức Phước, có vài lời chia sẻ với quý vị. Có gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. Ai vô đâu Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chưa xong quý vị vẫn ngồi xuống một chút xíu rồi chúng ta sẽ đến đây. Theo lời nhu cầu của một Phật tử, nhờ cô Phước Quang ngâm bài thơ cúng dường thầy. Bài thơ này là do thầy sáng tác, thì xin phép thầy cho con được một phút, con ngâm bài thơ này để theo lời của quý Phật tử để dân cúng thầy. Ngâm mà ít quá nó đâu có thấm. Dạ, con cố gắng ngâm lâu lâu thì nó sẽ thấm mà. Lặng lẽ giao thừa thắp nén hương, lòng thành gửi tròn khắp muôn phương. Kính mong Phật Pháp luôn thường trụ, dẫn dắt nhân sinh rõ lối về. Mong cầu thông cảm luôn hòa nhịp, mong đóa sen vàng rộ hiệu thương, mong xuân hỷ xả lan khắp chốn, mong ai cùng đón Tết chân thương. Dạ, kính bạch thầy, trong khi chờ đợi quý Phật tử dân phẩm vật cúng dường, con cũng vừa rồi thầy nhắc đến là sư bà Tỉnh Hành, chùa tu viện chùa Bồ Đề ở Sài Gòn, thì Lý Sư Trúc Vân con đây là đệ tử lớn của sư bà. Dạ, và đệ tử gần lớn ạ. Lý Sư Trúc Vân trụ trì chùa Giác Tâm Thiền Từ ở thành phố Belleflower ạ. Dạ, Lý Sư cũng giống như một sư huynh của con ạ. Dạ, và có chú Tiểu vừa rồi là Tiểu Thánh Như ạ. Tiểu Thánh Như đứng lên là đệ tử của sư Trúc Vân của con ạ. Dạ, quý Phật tử giữ yên lặng, tại mình nếu mà quỳ lên thì sẽ rất là lộn xộn và là bị tiếng động, cho nên quý vị hãy chắp tay trang nghiêm, ngồi tại chỗ chắp tay trang nghiêm, giữ yên lặng để cùng dâng lên phẩm vật cúng dường lên thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa chúng con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Vừa rồi thượng tọa đã vì lòng bi mẫn thương tưởng đến hàng Phật tử chúng con và bổn từ chùa Đức Phước chúng con, đã thân lâm về đây ban bố cho đạo tràng chúng con một thời pháp vũ vô cùng cao quý và thấm đượm lời Phật dạy. Chúng con nguyện nói theo những lời dạy trên thượng tọa và hành nguyện của thượng tọa để làm hành trang trên bước đường tu tâm học đạo. Vào giờ đây, tất cả hàng Phật tử chúng con và chùa Đức Phước chúng con thành kính dâng lên phẩm vật cúng dường trên thượng tọa, ngưỡng mong thượng tọa từ bi hoan hỷ doãn nạp để cho hàng Phật tử của chúng con được trọn phần công đức. Nam mô Công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đài Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay quý ni sư chùa Đức Phước vì chúng ta mà lao nhọc tổ chức một buổi tối hôm nay để chúng ta cùng có cơ hội gặp nhau, thăm nhau và chia sẻ Phật Pháp. Giờ này Pháp hội đã được viên mãn, 3 ngày Pháp Hòa ở đây, tất cả những thời khóa sinh hoạt đề ra đã đến giờ phút này đã được kết thúc một cách tốt đẹp. Nhân ở nơi chánh điện của Đức Phước này, chúng con một lòng thành kính hướng về chư vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Chư Ni ở các chùa, viện mà tất cả buổi pháp thoại vừa qua đã được xảy ra. Chúng con xin cảm niệm ân đức của tất cả quý ngài. Đặc biệt là giờ phút này, ni sư trụ trì và toàn thể quý Phật tử tại bổn tự đã tác bạch cúng dường, xin cầu nguyện cho ni sư và đại chúng thân tâm an lạc, phước huệ trang nghiêm, Phật sự được viên mãn. Và cũng không quên cầu chúc cho tất cả đại chúng hiện diện ở đây cùng thân bằng quyến thuộc, thân tâm an lạc, tùy tâm mãn nguyện, tinh tấn tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh.